Thưa quý vị và các bạn, hướng tới kỷ niệm 77 năm ngày cách mạng tháng 8 thành công và quốc khánh mùng 2 tháng 9, xã Đại Lịch đã tổ chức chương trình gặp mặt những người con của quê hương anh hùng lần thứ hai. Dự chương trình có đồng chí Hoàng Thị Hạnh, Thứ trưởng, Phó chủ nhiệm Ủy ban dân tộc miền núi, đồng chí Hoàng Công Dung, nguyên Thứ trưởng, Phó chủ nhiệm Ủy ban dân tộc miền núi. Phát huy truyền thống quê hương anh hùng, những năm qua, cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong xã Đại Lịch luôn phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo và đổi mới, đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực. Kinh tế có bước phát triển vượt trội, nhân dân tập trung phát triển nông lâm nghiệp kết hợp với công nghiệp thương mại dịch vụ, đưa thu nhập bình quân đạt trên 38 triệu đồng một người một năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm gần 6%. Đại Lịch là một trong những xã đầu tiên của huyện Văn Chấn đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2016 và đang nỗ lực hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới nâng cao. Phấn khởi trước những đổi thay của quê hương, tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã bày tỏ sự trân trọng tình cảm của quê hương, nguyện phát huy tinh thần đoàn kết truyền thống, ra sức phấn đấu xây dựng quê hương Đại Lịch nói riêng và đất nước nói chung ngày càng giàu mạnh. Nhân dịp này, Hội đồng hương Đại Lịch đã trao tặng phần thưởng Đào Tiến Lộc cho các đồng chí lão thành cách mạng có thành tích xuất sắc trong chiến đấu và xây dựng quê hương.